Chào tất cả cô chú anh chị nha. Nay em quay cho cô chú anh chị mình xem tổng quát một lô đất có tổng diện tích là 3 hecta phun kín cà phê, chen sầu riêng và tiêu nha cô chú anh chị. 3 hecta này chủ nhà hiện tại bây giờ đang kêu giá là 1,9 tỷ. Có thương lượng nha cô chú anh chị. Chất đất đó ba gian, đất bằng đẹp, ao hồ nhà cửa đầy đủ hết nha. 1,9 tỷ cho 3 hecta phun cà phê, trong đó có là chen tiêu, sầu riêng, có khoảng là tầm gần 200 cây sầu riêng của chú anh chị, có khoảng tầm khoảng cỡ là hơn 1000 tụ tiêu, còn lại là cà phê, đông đặc cà phê là như thế này, quá đẹp luôn cô chú anh chị, nguồn thu cực kỳ mạnh luôn, giá 1,9 tỷ cho 3 hecta này. Nếu cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ sớm cho em nhé, để mình tìm hiểu hiếu và tham khảo tới lô vườn này nhá. Lô vườn này là có địa chỉ tại xã Đắc Ha, huyện Đắc Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Nguồn nước là bao la nha. Đó, sầu riêng này có khoảng là gần 200 cây sầu riêng như thế này. Cà phê cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Nguồn thu mạnh. Giá thì có là 1,9 tỷ cho 3 hecta này. Từ lô đất của mình mà đi về hướng Sài Gòn là 270 cây số. Còn mà đi về hướng Lâm Đồng là 100 cây số. Mảnh đất này thì hiện tại bây giờ là chưa có số nha cô chú anh chị. Đất là bao tranh chấp. Đất chưa số nha. Bao tranh chấp nha. Đó. Đất chưa số, bao tranh chấp. Giá là 1,9 tỷ cho 3 hecta này. Từ lô đất của mình mà ra trung tâm trường chờ của Ủy ban xã Đắc Kha nó mất tầm khoảng cỡ là 5-6 cây số. 5 đến 6 cây số nhé. Còn mà ra khu dân cư thì nó mất khoảng tầm 1 cây số các cô chú anh chị. 1 cây số là ra tới khu dân cư. Quá đẹp cho một cái lô cà phê. Cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Quá đẹp luôn. Chưa có một vườn cà phê nào mà nó đẹp thế này. Trái quá trời trái luôn, cà phê quá đẹp luôn. Quá trời trái luôn. Giá 1,9 tỷ cho một cái lô cà phê như thế này thì phải nói là quá rẻ luôn nha cô chú anh chị. Quá rẻ, hơn 3 hecta luôn. Mà giá chỉ có 1,9 tỷ. Hệ thống tưới thì đầy đủ hết. Mình chỉ việc vào ở làm. Vào ở là làm thôi. Quá trời đẹp luôn. Trái. Trái mênh mang. Quá trời trái là trái luôn. Đất bằng và tiền nhẹ nha cô chú anh chị. Đất bằng và tiền nhẹ nha. Đất bằng và tiền nhẹ nha. Cà giống mới của chú anh chị. Cà này cà giống mới nhá. Trái thì cực kỳ là sai luôn. Quá trời trái. Giá có 1,9 tỷ à. Cho 3 hecta đất này. Quá rẻ luôn. Không một chút sỏi đá luôn nha. Đất nó đẹp. Không một chút sỏi đá luôn.